Xin kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi dự lễ khánh thành cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ. Bình Dương diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2023 diễn ra vào sáng nay đã thành công tốt đẹp, đảm bảo theo đúng phương án đề ra. Bình Dương tự hào có những mô hình phát triển mang tính tiên phong, trong đó có mô hình khu công nghiệp Việt Nam Singapore trở thành biểu tượng của tình hữu nghị, sự gắn bó trong phát triển kinh tế của Việt Nam và Singapore. Chính quyền Palestine và nhiều nước bày tỏ quan ngại tình hình xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel sẽ tiếp tục xấu đi. Sáng nay, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã đến dự lễ khánh thành cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ. Công trình cầu Thanh Bình bắc qua sông Nậm Rốm được khởi công xây dựng ngày 13 tháng 3 năm 2023. Công trình có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, quy mô dài 93 m, chiều rộng cho xe chạy 20 m và chiều rộng cho người đi bộ là 10 m. Sau 9 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình cầu Thanh Bình là một trong những công trình trọng điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc hoàn thành đưa cầu Thanh Bình vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng, đồng thời tạo điểm nhấn về cảnh quan hiện đại cho thành phố, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Điện Biên Phủ nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Bình Dương đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2023 tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh. Dự và chỉ đạo diễn tập có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh. Diễn tập diễn ra tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương. Đây là nơi làm việc của toàn bộ hệ thống chính trị cấp tỉnh với 64 cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, chính trị cấp tỉnh. Hơn 2.000 cán bộ công chức viên chức làm việc thường xuyên. Theo tình huống giả định, đám cháy phát sinh vào lúc 9 giờ sáng tại khu vực bãi đổ xe, ô tô, tầng B2 của tòa nhà, sau đó lan rộng và có nguy cơ lên các tầng trên của tòa nhà. Nguyên nhân gây cháy được xác định là do chập hệ thống điện từ xe ô tô. Ngay khi phát hiện vụ cháy, Ban Quản lý tòa nhà đã nhanh chóng thông báo sơ tán cán bộ công chức viên chức người lao động, đồng thời triển khai công tác cứu nạn chữa cháy tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng huy động các phương tiện chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để khống chế ngọn lửa, cứu hộ người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại và không để đám cháy lan rộng, sau đó nhanh chóng dập tắt đám cháy, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại tòa nhà. Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo theo đúng phương án đề ra. Thông qua cuộc diễn tập giúp nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm của tổ chức cá nhân về công tác phòng cháy. Thì qua cái buổi diễn tập ngày hôm nay, thì tỉnh ủy, ủy ban cũng như ban chỉ đạo phòng cháy tỉnh cũng đã có chỉ đạo cho lực lượng tham mưu của chúng tôi là sẽ có cái họp rút kinh nghiệm và cũng như là đánh giá lại, phân tích lại cái việc mà lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ là cũng như là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập hợp lại qua cái buổi tổng diễn tập này là còn những cái gì làm được, những cái gì tồn tại hạn chế và những cái gì mà trang bị chưa được đảm bảo còn thiếu thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban, ban chỉ đạo phòng cháy tỉnh để trang bị cho lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ sở để đảm bảo về công tác thoát nạn khi xảy ra sự cố. Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng đánh giá cao kết quả công tác diễn tập, đồng thời biểu dương các tập thể cá nhân đã tích cực, nhiệt tình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh, đây cũng là dịp để các lực lượng kiểm tra, đánh giá toàn diện về phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ của tỉnh, đồng thời là cơ hội để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, kinh nghiệm thực tiễn của lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ. Thưa quý vị, chương trình gặp gỡ Singapore 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore sẽ diễn ra vào ngày mai 11 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Chương trình sẽ diễn ra với các nội dung đối thoại với doanh nghiệp Singapore, gặp gỡ trao đổi với một số đoàn khách Singapore, giới thiệu Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Singapore. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, Việt Nam và Singapore đạt tiến triển trên nhiều lĩnh vực hợp tác,
với biểu tượng là khu công nghiệp V-Ship. Với cầu nối là chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore, bằng sự hợp tác giữa tập đoàn Sembcorp và tổng công ty BKMS IDC, công ty liên doanh V-Ship được thành lập, tiến hành đầu tư xây dựng khu công nghiệp Việt Nam Singapore đầu tiên, V-Ship 1 tại tỉnh Bình Dương, có cơ sở hạ tầng kết cấu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, môi trường kinh doanh xanh sạch, đã trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu điển hình của Việt Nam. V-Ship Group hiện đang tham gia phát triển 17 dự án tại 13 tỉnh thành, trở thành một trong những nhà phát triển khu công nghiệp và đô thị hàng đầu tại Việt Nam và cũng là đơn vị tiên phong trong đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Quan hệ song phương Việt-Xin càng tốt đẹp bao nhiêu, thì quan hệ Bình Dương-Singapore càng tiến bộ bấy nhiêu. Vào năm 1996, V-Ship 1 ra đời, lát viên gạch đầu tiên cho mối quan hệ Bình Dương-Singapore và hiện số V-Ship đã tăng lên 13 trên khắp Việt Nam. Một V-Ship nữa sắp ra đời và nhiều khu khác theo sau đó. Bình Dương đã ấn định tiêu chuẩn V-Ship cho cả Việt Nam. Đó là các chuẩn mực cao hơn về lực lượng lao động tay nghề cao, lương thưởng cao hơn và đưa tăng trưởng đi cả nước. Điều quan trọng không kém là Bình Dương không hài lòng với quá khứ và luôn hướng tới tương lai. V-Ship 3 có một trung tâm đổi mới sáng tạo vốn đã được thông báo dịp Thủ tướng Lý Hiển Long đến Việt Nam. Ngoài ra, V-Ship 3 còn tích hợp các công nghệ hiện đại khác. Và sau cùng, như tôi đã đề cập, V-Ship 3 sẽ có tương lai bền vững hơn, gồm sản xuất đạt mức phát thải carbon ròng bằng không. Tôi nghĩ đó là phương cách phát triển mới cho Việt Nam, và Bình Dương đang dẫn đầu xu hướng này. Mô hình V-Ship tiếp tục lan tỏa và phát triển nhiều dự án ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Khu công nghiệp V-Ship 3 tại Bình Dương, mô hình khu công nghiệp thế hệ mới bao gồm khu công nghiệp xanh thông minh, đã thu hút các tập đoàn đầu tư quốc tế lớn, tiêu biểu như tập đoàn Lego đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ xây dựng nhà máy tại đây. Tôi đang ở V-Ship 3 hôm nay, nơi dự án của tập đoàn Lego Đan Mạch đã có những tiến bộ nhất định. Có nhiều lý do vì sao chúng tôi đã chọn V-Ship 3 để xây nhà máy này. Nhưng một trong những lý do nổi bật là mối quan hệ ngoại giao mạnh mẽ và tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore. Và các khu V-Ship cũng là một phần của mối quan hệ đối tác song phương tốt đẹp đó, vốn đã cam kết hướng đến một tương lai phát triển bền vững, và điều đó rất gần với các phương châm hoạt động của Lego. Những lý do khác khiến chúng tôi chọn nơi này là để tận dụng lực lượng lao động tay nghề cao ở đây. Tỉnh Bình Dương vốn đã có những thành tựu phát triển đáng kể trong những năm qua và hiện đang có một kế hoạch tuyệt vời cho tương lai. Thành công của mô hình V-Ship đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế của các địa phương nói riêng và Việt Nam. Trong những lần làm việc gần đây với Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo BKMS cùng với V-Ship nghiên cứu lan tỏa, nhân rộng mô hình khu công nghiệp này ra các địa bàn trên cả nước, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới. Nhiều tỉnh thành cũng đã ký kết bản ghi nhớ để nghiên cứu tính khả thi mở V-Ship, gồm Bình Phước, Tây Ninh, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương và Hải Phòng. 27 năm phát triển kinh tế xã hội, Bình Dương tự hào có những mô hình phát triển mang tính tiên phong, trong đó mô hình khu công nghiệp Việt Nam Singapore trở thành biểu tượng của tính hữu nghị, sự gắn bó trong phát triển kinh tế của Việt Nam và Singapore. Nhằm tăng cường kết nối cung cầu lao động, thời gian qua tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng, tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần vào việc ổn định thị trường lao động. Bằng các hình thức đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thường xuyên các sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, thời gian qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Dương đã trở thành cầu nối hữu hiệu trong cung cầu lao động. Hiện đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm gắn với liên kết lao động, phát triển công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Trong năm 2023, trong bối cảnh thị trường lao động gặp nhiều khó khăn do biến động lớn về cung cầu của thị trường lao động, Trung tâm vẫn phát huy tốt chức năng hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 68.300 lao động, trong đó hơn 36.000 người có việc làm ổn định. Trung tâm cũng thực hiện các kênh để thu thập thông tin tối đa từ doanh nghiệp, là cũng như là trên Facebook của trung tâm, Zalo OA và các group Zalo mà trung tâm đã tạo ra và liên kết với doanh nghiệp. Từ đó trung tâm có thể thu thập được các thông tin tuyển dụng hàng ngày doanh nghiệp cập nhật lên, thì trung tâm sẽ dựa vào đó và để tư vấn cho doanh nghiệp, cho lao động, và kết nối lao động có việc làm phù hợp với lại những cái vị trí việc làm đó.
ngày càng có nhiều người đến các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh tư vấn tìm việc làm. Bên cạnh vai trò từ phía nhà nước còn phải kể đến những đóng góp tích cực từ những mô hình cung ứng lao động tư nhân. Với chức năng tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng và quản lý lao động, những đơn vị này hiện đang quản lý hàng ngàn lao động cho các doanh nghiệp. Đảm bảo tốt các tiêu chí hoạt động dịch vụ giới thiệu, cung ứng lao động của Bình Dương ngày càng được các doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn hợp tác. Thứ nhất là mình tư vấn việc làm cho người lao động, cho công ty, cung ứng cái số lượng công nhân lao động cho các công ty có nhu cầu. Và bên cung ứng nhân lực Vinwin thì lại cho thuê trọn gói, miễn sao là các cái đơn vị có nhu cầu thì bên chỗ Vinwin tụi em đáp ứng đầy đủ. Với định hướng phát triển đúng đắn, những mô hình cung ứng lao động dịch vụ việc làm ở Bình Dương đã và đang phát huy tốt vai trò kết nối cung cầu lao động một cách có hiệu quả, góp phần duy trì sự ổn định của thị trường lao động. Thời gian gần đây, nạn quảng cáo cờ bạc không chỉ phát triển rầm rộ trên các trang mạng xã hội mà còn len lỏi đến tận các quán ăn tiệm tạp hóa dọc các tuyến đường lớn nhỏ, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Khi số lượng người tham gia cũng như quy mô các đường dây cờ bạc trực tuyến ngày càng lớn. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra và xử lý quyết liệt tình trạng này. Gần đây, hoạt động quảng cáo cờ bạc phát triển rầm rộ, không dừng lại ở việc chèn quảng cáo vào các trang phim lậu, video phân phối trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Nhiều đơn vị còn đưa hoạt động quảng cáo cờ bạc ra ngoài đời thực, tiếp cận trực tiếp với người dân thông qua nhiều hình thức khác nhau. Điển hình như mới đây, trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, nạn quảng cáo cờ bạc trực tuyến còn xuất hiện ngay trên các bảng hiệu của các cửa hàng, quán ăn dọc các tuyến đường chính. Qua công tác kiểm tra việc quảng cáo trên địa bàn phường, thì địa phương đã phát hiện một số cơ sở hộ kinh doanh có gắn các cái biển hiệu quảng cáo mà có liên quan đến các cược đánh bạc trên địa bàn. Thì sau đó, Ủy ban nhân dân cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra để xử lý các cái tình trạng quảng cáo sai quy định trên, và cụ thể là cũng đã xử lý được là 23 trường hợp. Các bảng quảng cáo có logo sòng bạc online với các dòng chữ mua sổ số trực tuyến, thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á, sổ số truyền thống, thể thao trực tuyến, kèm thông tin khuyến mãi, đăng ký tặng 88K. Logo và thông tin quảng cáo cờ bạc này chiếm từ 30% đến 40% phần diện tích của bảng hiệu và xuất hiện ngay ở phần đầu của bảng hiệu. Phần còn lại phía sau mới ghi thông tin của quán ăn, cửa hàng. Điều đặc biệt là đơn vị làm các bảng quảng cáo này công khai ghi rõ số điện thoại liên hệ trực tiếp tại Việt Nam. Có một người lạ họ đến, họ bảo là gắn luôn miễn phí vào bảng mới, cho nên là ba mẹ con chỉ đồng ý gắn bảng để quảng cáo thôi, chứ nhà con không biết gì hết. Ủy ban nhân dân cũng đã yêu cầu các cái chủ hộ kinh doanh gắn bảng quảng cáo đó thì tiến hành tháo gỡ và không có tiếp tay với những người này để thực hiện những cái hành vi như là gắn bảng quảng cáo sai quy định như vậy, tiếp tục thực hiện như vậy nữa. Cũng như là khi mà phát hiện thì thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định. Theo khoản 1, điều 7, luật quảng cáo năm 2012, các hành vi cờ bạc, cá độ dưới bất kỳ hình thức nào cũng vi phạm pháp luật, nên các loại hình này đều bị cấm quảng cáo. Trường hợp sau khi cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét hành vi quảng cáo cá độ, cờ bạc trên mạng xã hội mà có dấu hiệu của tội phạm, thì chủ thể vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Thưa quý vị, tuần qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây.
trên trường quốc tế. Phát biểu kết luận hội nghị, chính quyền Palestine và nhiều nước bày tỏ quan ngại trước tình hình xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel sẽ tiếp tục xấu đi sau khi Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn tại dải Gaza. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ phản đối quyết định của Mỹ và lo ngại số trẻ em, phụ nữ và người già Palestine thiệt mạng tiếp tục tăng tại dải Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Palestine Mohammed Zayed cũng đưa ra phản ứng tương tự và kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiếp tục ngăn chặn xung đột tiếp diễn tại Gaza, tìm cách thức vận chuyển hàng cứu trợ cũng như khôi phục cuộc sống tại vùng lãnh thổ này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cảnh báo nguy cơ tình hình ở Trung Đông bùng nổ không thể kiểm soát. Sau động thái của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng lên tiếng bày tỏ không đồng tình với việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể ra nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza do Mỹ bỏ phiếu bác bỏ, dù đề xuất này nhận được sự ủng hộ của đa số các nước thành viên. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc WFP đang thử nghiệm quy trình kiểm tra hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza tại cửa khẩu Kerem Salam của Israel, trong khi các hoạt động nhằm cho phép các xe chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza qua cửa khẩu này vẫn đang được tiến hành. Theo quy trình mới thì các xe tải sẽ đi từ Jordan đến cửa khẩu Kerem Salam, nằm trên khu vực giáp ranh giữa Israel, Gaza và Ai Cập, sau đó tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập cách đó 3 km. Tuy nhiên, theo ông Kaskal, phó giám đốc điều hành chương trình Lương thực Thế giới, các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cần phải được đi thẳng vào Gaza từ cửa khẩu Kerem Salam nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại đây. Theo ông Skal, tình hình tại Gaza đang ngày càng hỗn loạn khi người dân tìm mọi cách lấy hàng viện trợ tại các điểm phân phát. Quan chức này cho biết 50% dân số Gaza đang rơi vào cảnh đói ăn, đồng thời cảnh báo hoạt động viện trợ nhân đạo sắp sụp đổ. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí về các sáng kiến mới nhằm ứng phó với các mối đe dọa của Triều Tiên trong không gian mạng, phóng vệ tinh và lạm dụng tiền điện tử. Sáng kiến được đưa ra tại cuộc gặp giữa các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc vào hôm qua tại Seoul. Động thái diễn ra sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ triển khai thêm các vệ tinh do thám. Chúng tôi tăng cường hợp tác sâu sắc hơn giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển. Một bước sẽ dẫn tới những nỗ lực xây dựng năng lực phối hợp chặt chẽ hơn với nhiều đối tác hơn trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi mong muốn xây dựng một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do hơn, cởi mở hơn, thịnh vượng hơn và an toàn hơn. Ông Jack Sullivan cho biết, cuộc gặp diễn ra tiếp theo các cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở trại David do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì vào tháng 8, trong đó lãnh đạo ba đồng minh cam kết tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế. Các cuộc thảo luận về tương lai của nhiên liệu hóa thạch nóng lên tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tại các cuộc đàm phán, một số quốc gia phản đối đưa cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận của COP28 về khí hậu. Giới quan sát hội nghị cho biết Ả Rập Xê Út và Nga cho rằng, trọng tâm của COP28 chỉ tập trung vào việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, mà không đề cập đến nguyên nhân do nhiên liệu hóa thạch gây ra. Nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc, chưa xác nhận rõ việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, song ủng hộ lời kêu gọi thúc đẩy hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo. Trong khi đó, ít nhất 80 quốc gia đã lên tiếng yêu cầu một thỏa thuận của COP28 về việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Thời tiết ngày một cực đoan và biến đổi khó lường. Chỉ mới đầu mùa đông, nhưng phần lớn châu Âu đã chìm trong tuyết trắng. Có nơi đã ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Tại Munich, thành phố lớn thứ ba của Đức, tuyết rơi dày gần 1,5 m vào cuối tuần qua, lập kỷ lục trong các tháng 12 của mùa đông. Đây cũng là trận bão tuyết lớn nhất tại thành phố này kể từ tháng 3 năm 2006. Tuyết rơi dày cũng tràn qua nhiều vùng của Nga. Tại thủ đô Moscow, chỉ trong một ngày đầu tháng 12, đã ghi nhận là lượng tuyết rơi cao gấp 4 lần so với mức trung bình.
Đây là lần đầu tiên sau 70 năm lượng tuyết rơi đầu mùa đã đạt ở mức giữa mùa đông. Tiếp tục cái chính sách thu hút du khách sau đại dịch Covid-19, Trung Quốc đã quyết định giảm lệ phí thị thực, hay còn gọi là visa, cho công dân Việt Nam và một số nước. Theo quyết định này, công dân đến từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Mexico sẽ được giảm 25% lệ phí visa kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trên thế giới đã thực hiện chính sách giảm lệ phí visa xuống còn 75% so với mức hiện tại. Các cơ quan ngoại giao và lãnh sự địa phương của Trung Quốc sẵn sàng cung cấp thêm thông tin chi tiết, đồng thời tiếp tục tối ưu hóa thị thực và quy trình nhập cảnh, áp dụng nhiều chính sách thuận lợi cho người nước ngoài để tăng cường quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Sài Gòn, bắt đầu khởi nghiệp từ nghề nuôi yến và chuyển giao kỹ thuật nuôi yến từ năm 2019. Anh Hồ Hoàng Hiếu ở Bào Cam, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, với niềm say mê nông nghiệp, sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm và áp dụng những kiến thức được học để xây dựng mô hình trồng nấm. Nhưng điểm đặc biệt của mô hình này đó là anh đã sử dụng rác thải thông qua xử lý để trồng nấm hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với nỗ lực của mình, anh đã được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lương Đình Của cho nhà nông xuất sắc và giải nhì cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023. Mời quý vị cùng đến với một cuộc sống quanh ta tuần này với mô hình trồng nấm trên rác thải của anh Hồ Hoàng Hiếu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Xin kính chào tạm biệt. Cơ duyên đưa đến ngành nấm là do mình có đi xây nhà yến ở gần một cái trang trại nấm và mình thấy cái hiệu quả kinh tế từ trang trại nấm ở đó nó rất là cao, cho nên từ đó mình theo học cái nghề nấm này. Thời gian ban đầu khi mà học cái trại nấm này thì mình học ở trên Đắk Lắk, và do về cái sự thay đổi về thời tiết, khí hậu và cũng như vùng miền ở tại nơi đó, và khi mình dịch chuyển về Bình Dương thì nó có những cái thay đổi và những công nghệ nó khác biệt, thì là mình làm lúc thời gian đầu rất là khó khăn. Thì mình có học một cái khóa trồng nấm chuyên sâu từ thầy Mẫn. Thì thầy Mẫn là hiện tại bây giờ là phó giám đốc đào tạo nghề của thành phố Hồ Chí Minh, thì đang hỗ trợ cũng như là tư vấn về cái mảng chuyên môn về ngành nấm này. Thực ra bản chất của ngành nấm đó là từ thiên nhiên, nó là từ thiên nhiên do con người mình thuần hóa lại. Vậy thì tại sao mình không đưa nấm vào thiên nhiên trở lại? Đó là một câu hỏi. Mình đã bắt đầu tìm tòi và nghiên cứu ra được các cái sản phẩm ứng dụng về vi sinh để tưới nấm, từ những cái sản phẩm hữu cơ và những sản phẩm thông dụng, như từ những phế phụ phẩm xung quanh mình, để chuyển hóa nó thành dinh dưỡng và tưới nấm. Thì nấm nó sẽ hút cái chất dinh dưỡng đó và nó lớn, nó phụ thêm kèm với phôi, thì làm tăng cái năng suất nấm, kéo dài thời gian phát triển phôi, kéo dài thời gian ăn nấm trên phôi. Hiện tại thì mình chỉ đang chuyển giao công nghệ cho một số hộ nhất định khi họ có nhu cầu mong muốn chuyển giao. Mà mình muốn đưa nấm ra ngoài trời để có thể trồng nấm được, từ những cái cây, cỏ, rác thải, lá cây, để từ đó sử dụng những thứ bỏ đi biến thành tiền. Hiện tại bây giờ là mình đang dịch chuyển linh chi là bước đầu tiên, đó là dịch chuyển linh chi trồng trong rừng, linh chi trồng ngoài trời để khai thác linh chi hiệu quả.